Chào mọi người trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu về bộ chống trộm hồng ngoại 20M. Đây là bộ chống trộm. Thì ngoài ứng dụng để chống trộm, mình có thể ứng dụng cái cảm biến này cho công việc cho việc là mở cửa hoặc là đếm các sản phẩm, đếm số người ra vào. Thì hôm nay mình sẽ test chức năng cảm biến. Thì ở đây mình có chuẩn bị, đây là bộ cảm biến này, gồm một bên phát và một bên thu ốc để gắn vào tường, và chuẩn bị một cái loa báo động. Loa này thì vừa có đèn, vừa có loa, vừa phát ra tiếng và vừa nhấp nháy đèn và mi dây. Thì đây mình chuẩn bị hai cái này để lắp cảm biến lên. Bây giờ mình tiến hành kết nối ở cảm bộ chống trộm này. Có hai modun, một modun thu và một modun phát. Đây là modun thu này, đây. Gồm có đầu vào của nguồn nuôi này và đầu ra của relay. Và đây là răm này để chuyển chế độ đóng hoặc tắt cho relay này, cho cái đầu ao này ra. Và đây là bên phát này có nguồn vào để nuôi cho module. Thì nguồn vào này mình có thể cấp là từ 5 đến 24V AC hoặc DC. Đây là hai đầu cảm biến phát này. Các bạn lưu ý là cái relay này chỉ chịu được đến 1A thôi. Khi lắp tải các bạn chú ý nhé. Bây giờ mình tiến hành lắp nó lên tường. Thì ở đây không có tường, mình đã chuẩn bị hai cái đế này. Mình đã cố định nó lên hai cái đế rồi. Bây giờ mình tiến hành đấu dây. Đây, mình đã chuẩn bị hai cuộn dây. Sau khi đi luồn về sau này. Đến module phát. Module phát thì mình chỉ cần đấu dây nguồn. Đây đó. Bây giờ mình tiến hành kết nối với lại đèn báo động. Thì một dây ao ra loa.
Thì ở trên module 2 có một cái dăm 3 này. Dăm 3 này thì một bên là NC và một bên là NO. Thì NC là thường đóng, còn NO là thường mở. Đấy. Đây là cái dăm chốt thì bác có thể cắm sang NO hoặc NC. Nếu mà dùng NC, NC là thường đóng thì là khi có tín hiệu thì rơ le sẽ tức là không có đầu ra, còn NO là khi có tín hiệu thì đầu ra bằng 1. Đây mình cắm xong NO là thùng mở. Sau khi mình đã kết nối dây sạc thì bên này là bên nhận này. Bên là bên phát này. Đấy. Thì các bạn chú ý nhá, cái khoảng cách của hai cái cảm biến này mà xuống ở dưới mặt đất ấy là lớn hơn 20 cm. Này. Cái khoảng cách này này. Là lớn hơn 20 cm. Và cái khoảng cách giữa hai cái module này tối thiểu là phải trên 1 mét và nhỏ hơn 15 mét trong điều kiện đích đó. Tiến hành thử nghiệm đây, cấp nguồn 12V cho cả hai module thì mình đang đặt khoảng cách là trên 1 mét. Đây, khi có tín hiệu vào thì bộ chống trộm ngoài mình có thể ứng dụng cho việc chống trộm này, đếm sản phẩm, để xung người ra vào, hoặc là cảm biến mở cửa, tùy vào cái khả năng của các bạn sáng tạo thôi.